À, Dù Hiền ơi, Dạ. theo sư thích Minh Tuệ này đi cái hành đầu đà của sư thích Minh Tuệ là từ Nam Bắc, từ Bắc vô Nam, mà sao nửa chừng mà tự nhiên là sư thích Minh Tuệ này là hẳn tích mất gì Dù Hiền, có thể Dù Hiền chia sẻ giùm. Thì mấy bữa là chị Hiền chưa biết các huynh. Hôm nay chị Hiền gặp các huynh thì cho chị Hiền chào tất cả các vị khán giả của các huynh. Rồi sau đó là đến tất cả các huynh ngồi đây ha. Chào tỷ nữa luôn. Dạ. Hôm bữa là kênh của huynh Hùng có qua chị Hiền, nhưng mà chị Hiền có nói là riêng kênh của huynh Hùng là chị Hiền không có nói sao về Ngài Thích Minh Tuệ nữa. Nhưng mà bởi do các huynh là mới qua lần đầu nên là hôm nay chị chia sẻ theo cái quan điểm cách nhìn của chị thôi. Đó, thì bây giờ như thế này. Nói về cái pháp hành khổ hạnh thì hành đầu đà này nè. Thì là ngài ấy á, mượn cái phương tiện pháp của các ngài tiền bối đi trước. Đại diện đó là ngài Ca Diếp đúng không? Thì hiện tại á, ngài Ca Diếp đó là chị Hiền đã biết và tự mình xác nhận luôn là đã có xác phàm tái thế rồi. Hiện tại là vị đó đang sống ở bên Pháp. Đó. Còn vị Minh Tuệ này không phải là Ca Diếp tái thế, cũng không phải là Đức Ca tái thế, Đức Phật Thích Ca tái thế luôn. Diện khẳng định như vậy. Bởi vì bên diện không phải là diện nâng quan điểm của mình và hạ người khác xuống, nhưng mà phải nhìn vô thực tế và nhìn vô cái chứng quả bằng nội tâm của vị đó đang đến mức nào để mình nói cho đúng. Còn mình biết thì mình nói, mà không biết thì mình im. Thì bây giờ chị Hiền biết tới đâu, cách nhìn của cá nhân diện tới đâu thì diện sẽ nói tới đó ha. Bây giờ các vị nhìn sơ qua thôi, nếu mà chúng ta đã học qua kinh điển giáo lý một cách sâu sắc, chúng ta sẽ đi từng bước qua cái kinh gọi là kinh sách mà do Đức Phật để lại, xong sau đó qua những cái bước truyền đạo của các vị tổ. Thì trong quá trình đó là nó có gì? Tiểu thừa, đại thừa. Rồi hiện tại ngay thời điểm này nè, cái thời tận của pháp cũ, cái thời tận của pháp Thích Ca, thì nó là một cái pháp mới nó sẽ đến. Thì để có pháp mới, nó sẽ các vị sẽ bắt đầu tái thế xuống thế gian để trải nghiệm một cái pháp mới đó, để nâng cấp lên. Tại vì nó sẽ trải qua một cái chuỗi hành trình, nó sẽ có bao nhiêu ngàn năm đó để nó tái lập và nó thay đổi qua một cái đời mới. Thì con người mình cũng vậy, để lớn lên nó tế bào cơ thể của mình nó phải trao đổi chất, nó phải lớn lên, nó trưởng thành lên từ trong cái nội tâm của mình và cái thể xác. Nó cũng sẽ theo thời gian mà nó có sự thay đổi. Thì các pháp cũng vậy, các pháp tu tập nó có cái sự cơ bản là chúng ta đều là con người, đó là cái cơ bản về hình tướng sắc tướng. Còn về cái nội tâm là mỗi người đó có một cái khác biệt mà không ai giống ai. Thì khi mà Đức Phật cái thời đó ngài xuống thì ngài có từng nói rằng á, vốn dĩ á là ngài không để lại điều gì cả, mà ngài chỉ trả lời trong lúc đó thôi. Trong lúc đó cái chứng cái biết và cái mong cầu của tất cả chúng đệ tử và con dân mà ngài trả lời ngay lúc đó. Rồi ngài nói rằng á, sau này khi ta nhập diệt, các con á có quyền truyền tải những cái giáo lý đó tùy thuận vào căn quả nhân duyên để mà mình truyền đạt làm sao đó cho phù hợp theo từng người từng hoàn cảnh đó. Và hãy khéo léo á, mượn mượn duyên thế gian để mà mình tuyển chuyển nó, để mình nói làm sao để cho giúp cho họ thức tỉnh, quay trở về cái chân tâm bổn tánh của họ. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là Phật tánh, là bổn la diện mục, hay còn gọi là bổn sư của chính mình. Thì ngài á, tìm thấy về chính mình được, thì tất cả chúng ta đều có cái gọi là chính mình đó. Mà do gì? Do nhiễm trần và do chúng ta đến trái đất này để chúng ta học hỏi, nên tất cả chúng ta đều phải trải qua tất cả những cái bài học gọi là sinh lão bệnh tử, kể cả Đức Phật cũng phải trải qua mà. Cho nên khi mà nhìn vô cái pháp mà hành đầu đà này nè của ngài Ca Diếp, tại sao chị nhắc lại
tại sao Đức Phật lúc đó đã là Như Lai, còn vị Đại Ca Diếp là vị này đi, tại sao ông Đại Ca Diếp hãy đến đây và ngồi gần bên cạnh Như Lai, mà tại sao nếu ổng đã đắc chánh đẳng chánh giác, tại sao lúc đó ổng không đồng Như Lai với ngài, rồi cả hai người đều gọi là nhập diệt vào niết bàn tịch tỉnh của Như Lai. Đó, mà ổng vẫn còn ở vị trí của ổng, đúng không? Sau khi ngài nhập diệt rồi, một thời gian sau ổng đạt được những cái điều khác, gọi là ổng giác ngộ, liễu được pháp nó sâu sắc hơn, thì đến những ngày giờ cuối cùng á, ổng mới gọi là quán lại cái lời dặn của Đức Phật lúc mà ngài mời Ca Diếp lên nói chuyện, là ông đã lớn tuổi rồi, ông hãy buông bớt những cái pháp khổ hạnh đi đó, để cho nó phù hợp với gì, tuổi tác, sức khỏe. Tại vì ngài nói gì, quay về trong tâm mà, chứ không phải là hành xác mà thành đạo. Kể cả cái câu chuyện về ngài Hư Vân ở bên Trung Quốc, thì ngài đó cũng là một vị họ xuống thế gian để họ truyền tải cái thông điệp đó. Có nghĩa là trong những tập phim, trong những tập phim đó về ngài Hư Vân này nè, mà bên truyền gọi là truyền lịch sử á, lịch sử của ngài Hư Vân này là ở bên Trung Quốc, thì cũng có một đoạn duyên là ngài đã cũng đi vào trong rừng, trong núi đó, để mà hành pháp khổ hạnh đầu đà đó, kiểu như vậy, hoặc là khổ hành hành sát, hoặc là gọi là tuyệt thực này kia đi, thì một vị đó họ mới xuất hiện, họ mới nhắc nhở vị Hư Vân này là ông gọi là hành sát như vậy, ông đã đạt được đạo giải thoát hay là ông đã đạt được chánh đẳng chánh giác chưa, thì vị này mới nói là chưa, thì vị này mới nói con xin thỉnh pháp của ngài chỉ cho con biết ở nơi đâu. Thì vị lão tiền bối này mới chỉ ổng tới một ngôi chùa đó, thì sau đó ổng mới tìm tới cái duyên, thì sau này cái ngài này nè bắt đầu mới khéo léo, ngài đó vào một cái dạng như là vị tiền bối, nhưng mà vào một cái thân xác nhỏ tuổi thôi, nhưng mà căn cơ đạo quả của họ là đồng nhất như nhau, nhưng bởi vì độ tâm của những vị hữu duyên đó, thượng căn đó, nên họ phải xuống thế gian, họ đóng cái vai như vậy để từng bước để mà đưa người này lên đó, thì phải trải qua một cái sự gọi là thực chứng thì người này mới công nhận điều đó. Là các vị tiền bối có nói rằng là khi mà mình tu cho mình á, thì mình hành sát hành thân và mình đạt được cái điều gì cho chính mình thôi, nhưng khi mình buông cái pháp hành sát thân xuống, mình hòa vào các pháp thế gian đại đồng đó, thì mình là gì, mình là đại thừa, mình phát tâm Bồ Tát ra phụng sự cho bá tánh, cho những vị nào đang tìm tới chân lý giải thoát, mình chia sẻ pháp đó ra và mình không còn hành sát nữa, thì là mình đang tiến lên cái giai đoạn gọi là đại thừa đó. Đại có nghĩa là rộng lớn đó, thừa có nghĩa truyền thừa Phật pháp để mà hoằng dương, đưa Phật pháp đến cho những vị nào hữu duyên, đủ duyên để lãnh ngộ nó, để thấu hiểu nó và vận dụng vào cái quá trình tu tập của họ, để họ rốt ráo đi đến con đường giải thoát Niết Bàn, mà họ có được thành tựu và họ độ ta và độ người. Sau khi họ độ được tâm mình thì họ đem, họ rải cái tâm Bồ Đề đó ra để giúp cho những hạt giống Bồ Đề khác lại lớn lên và lại có trái, có thành quả. Thì vị Hiền nói ngắn gọn lại là vị Thích Minh Tuệ này đang ở giữa giai đoạn của đạt được cái giác ngộ tự tánh Niết Bàn tịch tịnh của mình, rồi sau đó ngài đó mở rộng ra thêm. Còn lại ngài đó còn đi hay không, đó là mình hãy để duyên tự nhiên của vị đó đến và đi. Mình không có phán xét một cách là quá tiêu cực, tại vì cuộc đời của ngài đó là do ngài đó quyết định. Cuộc đời của mình có một cuộc đời riêng. Dị Hiền không thể áp dụng cái cách nhìn của Dị Hiền, quan điểm của Dị Hiền vào ngài Thích Minh Tuệ được. Mà bởi vì các vị hỏi, Dị Hiền mới nói
còn không á là diện cũng tôn trọng và ủng hộ con đường của ngài đó đi. Giống như là Đức Phật cũng tán thán cái hạnh đó của ngài Ca Diếp. Một thời gian sau, tự họ chứng nghiệm trong cuộc đời thì họ mới làm gì? Họ mới chấp nhận điều đó và họ mới thay đổi bản thân mình. Yeah. Hôm nay thì cũng có duyên lành gặp chị Diệu Hiền ở đây. Thì em cũng hỏi chị một điều là vừa qua thì sư Minh Tệ thì đi đến đâu thì quý Phật tử và cô bác ta đi rất là đông luôn. Nhưng mà cỡ này ngài đã ẩn tu rồi. Nhưng mà những cái điều mà tốt đẹp của ngài làm lan tỏa tất cả mọi người, nên ai cũng tìm đến những cái nơi mà ngài ở. Nhưng mà như vậy không biết có ảnh hưởng đến sự tu học của ngài hay không. Thường thường thì hạnh đầu đà thì mình phải đi khất thực và đi khắp nơi, như vậy mới đúng là hạnh đầu đà. Còn nếu mình ẩn tu một chỗ thì có đúng với hạnh đầu đà không chị Diệu Huyền? Trời, như thế này nha. Nếu như mình hiểu được rằng mình mượn pháp của tiền bối để mình nương theo, để mình hành, để mình tìm và mình thấy được chân lý giải thoát, để mình giải thoát chính cái tâm, cái cảnh sống của mình đó. Tại vì khi mình khổ mình mới đi tìm cái điều gọi là giải thoát. Còn khi mình thấy cái chân thật của Bát Nhã, nó vốn có mà không, nó thật mà nó giả, nó chánh mà nó tà, nó đúng mà nó sai. Nếu không có tà làm gì lộ ra cái tánh gọi là chánh. Nếu không có sư Minh Tuệ thì làm sao những vị sư khác đồng là tăng sư ni lộ ra bản chất của họ? Thì cũng mượn cái duyên cơ bên trong và cái xác và phương tiện của các vị quay clip đóng góp tạo nên một cái sự gọi là chấn động. Tại sao trước đây không ai quay ngày đó, không ai biết tới? Nhưng tới một thời điểm nó phải xảy ra thì nó sẽ phải xảy ra. Cái duyên cơ của vị đó cộng với tất cả tánh vạn dân để gây một sự chấn động thức tỉnh trong cái thời mạng pháp này. Thì đó là điều rất bình thường. Tại sao người ta lại chạy theo đám đông để tìm cầu một cái vị chánh đẳng, một vị gọi là đi theo con đường chánh pháp như vậy mà bấy lâu nay người ta không thấy? Bởi vì á, một số vị khác gọi là con sâu làm rầu cả nồi canh. Vốn dĩ á, bản thân á, các vị Phật tử, người dân họ vốn đã có sẵn những cái Phật tánh đó rồi. Đó, nhưng bởi vì do gì họ cố chấp và họ bị pháp thế gian á, cuốn họ vô vòng xoáy của gì? Tiền bạc danh lợi. Đó, tất cả những phương tiện gọi là tài sắc danh lợi. Đó. Trong kinh điển cũng có giảng. Tại vì thứ nhất họ bị mất niềm tin vào các vị tăng sư đi, một số vị đã làm sai mà ảnh hưởng cho tất cả cộng đồng, các ngôi chùa, các vị đang đi đúng chánh pháp. Không phải tất cả các chùa, các đình miếu, các vị đang tu theo pháp tăng sư ni đều sai hết. Không phải như vậy. Mình đừng có tiêu cực. Có những vị trụ trì, có những vị Phật tử đã cống hiến cả cuộc đời để mà truyền giáo pháp. Đó, mượn cái ngôi chùa là cái trường học. Trường học là truyền cái gọi là giáo pháp, cái đạo lý làm người. Đó, thì ban đầu á, ngài truyền cái này là đạo lý để thức tỉnh thân tâm con người ta, để họ quay về với chính mình, với cái Phật tánh, rồi diệu dụng cái Phật tánh đó để đưa vào trong các pháp thế gian. Đó, pháp gọi là gì? Cái gì gọi là pháp? Tất cả những sự mà chúng ta trao đổi, buôn bán, làm ăn, ha, tiếp xúc giữa người với người, giữa người với vật, với muôn loài vật chúng sanh trên trái đất này đều có sự sống, có linh tánh, đó gọi là pháp. Hoặc có thể gọi là sáu nẻo luân hồi lục đạo, từ trong vô vi cho tới thế gian hay về âm phần địa ngục đi ha. Thì nó đều có, mà nó thật mà nó giả. Nó thật là do đâu? Nó thật là do tất cả những chúng ta nè, những cái tánh linh con của Thượng Đế sanh ra mình, bắt đầu mình vọng khởi lên trong cái pháp thế gian này mà nó mới xảy ra cái gì? Vui buồn sướng khổ. Đó, rồi mình mới muốn là đi tìm về những điều nó tích cực hơn, nó mới mẻ hơn, nó sáng tạo hơn. Thì tự tâm mình tạo ra cái gì? Cái điện thoại. Tạo ra phương tiện để phục vụ cho đời sống và cho tâm linh, thì cũng do chính mình tạo ra hết. Cũng như những vị khoa học á, thì làm sao họ cho rằng họ giỏi, nhưng mà đó là những vị
tiếp nhận lại cái thành tựu của những vị tạo ra những cái giá trị khoa học đó. Yeah. Nhưng nếu mà các vị tìm hiểu kỹ thì những vị tạo ra giá trị khoa học đó đều là đi sâu vào bên trong tâm linh mà thấy được, mới vẽ ra được những cái thông số đó, những cái phương trình đó và những cái gọi là những cái mẫu đó để mà họ tạo ra những con chip trong tâm linh thì mới có khoa học. Yeah. Trong khoa học thì có tâm linh, có nghĩa là mình phải song song hai điều này với nhau, mình không tiêu cực phản bác. Ví dụ trong đông y tây y mình phải kết hợp với nhau. Yeah. Đừng có nói là mình tu tập là mình hay, mình giỏi, mình không cần uống thuốc, không có chuyện đó. Đối với chị Hiền á, bệnh thì phải uống thuốc, có thể là mượn thuốc của bên khoa học tây y hoặc là bên đông y bóc thuốc, thuốc lá, thuốc nam, thì họ bằng mọi phương tiện họ đều dùng tâm huyết của mình. Yeah. Đó mà họ tạo ra thuốc để giúp đỡ cho bá tánh vượt qua những cái nạn dịch bệnh hay những cái bệnh của cuộc đời đó, thì mình phải kết hợp nó song song với nhau. Yeah. Cũng như bây giờ vị Thích Minh Tuệ á, mà nếu mà vị có làm ảnh hưởng hay không thì vốn dĩ ban đầu á, khi chưa ai biết và chưa có một cái trào lưu chạy theo phong trào á, đó thì ngài vẫn đi bình thường. Yeah. Cũng gọi là cũng chẳng có ảnh hưởng đến ai, đúng không? Mà từ khi á, cái phong trào tâm linh trên mạng á, họ chạy đến, họ nâng lên, nâng quan điểm lên, và hiện tại là phương tiện truyền thông này nè đã cũng góp một phần á, đẩy ngài ấy lên. Yeah. Chứ còn á, ngài ấy vốn dĩ cũng rất là ít nói, và những sự chia sẻ pháp mà ngài hiểu được á, nó vốn dĩ nó rất là rõ ràng chân thật, mà những người nông dân, những người Phật tử họ đã biết điều đó, họ thấy điều đó, nhưng yeah. mà họ không công nhận, hoặc là họ cố tình á, họ cố tình họ đời nhiều hơn đạo. Yeah. Chứ không phải là họ không biết, chứ không phải là đợi ngài Minh Tuệ nói họ mới biết, họ mới ngộ đâu. Tại sao khi ngài đó chia sẻ các pháp ngài ngộ thì người ta hiểu được? Yeah. Là tại vì người ta vốn dĩ cái biết nó đã ở đó từ khi Quynh sinh ra. Ví dụ Quynh thôi. Yeah. Quynh làm bất cứ ngành nghề nào, nhưng từ khi Quynh 3 tuổi, 6 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi, rồi Quynh lên tiểu học, đại học, rồi Quynh ra Quynh làm nghề công nhân viên chức hay là bất cứ ngành nghề gì, thì Quynh, cái biết của Quynh, Quynh đi tới đâu, Quynh học tới đâu, Quynh phải biết tới đó. Yeah. Thì người nông dân cũng vậy, những người là tăng sư ni cũng vậy, bất cứ người nào ở đây họ đều có cái biết mà vốn dĩ họ tự họ che, hoặc họ tự họ là đẩy nó qua một cái góc tối. Yeah. Để cho cái màn vô minh á che mờ cái Phật tánh, chứ không phải là họ không biết. Yeah. Đó, cho nên khi gặp đúng người mà nói họ cảm thấy họ phục. Tại sao cũng một ông trụ trì cũng nói pháp đó mà người dân không phục? Đó, cái cách diễn thuyết diễn đạt của ông và cái lối sống tư tưởng của ông nó không đồng nhất, cho nên người dân họ không phục. Còn ví dụ ngài Thích Minh Tuệ, yeah. cái sự hành và cái sự nói của ông nó đồng nhất, cho nên là người ta thấy á, là người ta phục, cho nên là người ta tôn kính và người ta cúng dường bằng cái tâm, hoặc là người ta có thể phụng sự những cái việc gì đó. Yeah. Ha, quét đường, dọn đường, hoặc là hỗ trợ tài bảo vật chất về cho quê hương, cho gia đình, cho bản thân ngài đó. Thì đó là lúc đó cái Phật tâm của người ta bộc phát lên. Yeah. Người ta trở lại với chính cái Phật tánh của họ, thì bắt đầu họ họ muốn hướng theo Phật pháp, thì họ dụng và họ hành cái phương tiện Phật pháp để họ đối đãi với cuộc đời, chứ không phải là họ không có điều đó trước giờ. Yeah. Mà là do màn vô minh đó nó che thôi. Có nghĩa là ngài Minh Tuệ cũng giống Quynh, cũng giống Dị Hiền, cũng giống những bé, cũng giống những người già. Yeah. Đều đang có cái biết, đều biết chánh, biết tà, biết đúng, biết sai hết. Nhưng nhiều lúc đó, họ cuốn theo cái vật chất, cái cuộc sống xã hội. Yeah. Mà cố tình họ làm gì, họ không công nhận thôi. Nhưng mà bởi vì sao, những cái số người á mà họ đang trong cái giai đoạn này nè, qua dịch một cái, số người tìm về Phật pháp, về thánh thần nó nhiều hơn trước đây. Rồi hiện tại bây giờ đó, nó có, nó mượn phương tiện là cuộc sống làm ăn khó khăn nè. Yeah. Rồi thế sự của thế giới nè, rồi của đất nước nè, nó mượn, nó góp tất cả các phương tiện đó lại, mà người dân á họ chậm lại một chút. Rồi bắt đầu những cái phong trào mà truyền thông đưa lên đó,
họ bắt đầu họ tìm hiểu, họ thấy được họ ở trong ngày Minh Tuệ, họ thấy được ngày Minh Tuệ mới là những cái người mà họ muốn hướng theo, yeah. Họ muốn được lắng nghe giáo pháp. Nhưng mà đâu phải là pháp của ngày Minh Tuệ đã hoàn toàn đâu, đã hoàn toàn gọi là chân lý tối thù thắng mà ngài đã đặt được đâu, ngài chỉ đang giữa con đường thôi. Yeah. Cho nên nếu mà để mà nói đúng thì nó cũng đúng là bị đông người, xe cộ, con người làm ách tắc giao thông, thì cái đó mình cũng đang đúng mà mình cũng đang sai. Tại vì ngày xưa thời Đức Phật làm gì có xe cộ, ô tô, đường xá như bây giờ để mà nó có cái sự ách tắc. Yeah. Và cái phương tiện quản lý trật tự xã hội thời đó nó cũng khác thời bây giờ. Cái phương tiện để đi mượn cái bình bát ha, bình bát và mượn cái nồi cơm điện đó để đi khất thực và chia sẻ đạo pháp đó, nó cũng khác nhau. Yeah. Nó phải tùy thuận vào cái thời thế lúc đó, thời cuộc đó. Thì bây giờ Như Quynh cũng vậy thôi. Nếu mà mình tiêu cực thì mình sẽ thấy rằng cái sự mà người dân tìm đến á, gây xôn xao mất trật tự á, là sai. Nhưng nếu mà nói á, cái lòng người ta á, họ muốn tìm tới những vị như vậy á, yeah. Thì mỗi người như vậy họ muốn tìm đến thì họ sẽ tạo nên một đám đông. Nhưng mà mỗi người trong đó họ thôi thúc, họ muốn tìm tới Phật Pháp thì không ai cản được tâm họ hết. Chỉ có thể là họ và chính quyền phải hợp tác với nhau để tạo ra một cái không gian nó phù hợp để họ tập trung vô đó. Yeah. Vẫn được tiếp cận những vị chân tu, vẫn giúp được cho cái sự là kinh tế của quê hương đất nước đó. Yeah. Tại vì những vị như vậy rất là hiếm, rất hiếm có, đúng không? Thì nó sẽ lợi ích cho gì? Cho quê hương, cho đất nước, cho kinh tế. Yeah. Và cho gọi là tín ngưỡng tôn giáo của đất nước mình. Những thế giới, những đất nước khác họ sẽ nể phục, họ cũng sẽ mong muốn tìm đến. Tại vì khi mà một vị mà đang trên hành trình để đi tìm tới sự chánh đẳng chánh giác, mà đi đúng Phật Pháp hoặc là Thánh Pháp, thì tất cả chúng ta trong nội tâm nội tại đều muốn tìm đến được. Yeah. Tại vì khó tìm cầu mà khi thấy được rồi á, chính Quynh cũng vậy thôi. Nếu thật sự có một vị Phật Bồ Tát đúng chánh pháp, đúng nghĩa tái thế, Quynh có mong muốn được thọ giáo hay muốn được gặp họ? Dạ, muốn chắc chắn có. Dạ. Nếu trong một đất nước mà vị chủ tịch nước đó, tổng thống đó yêu thương con dân như chính gia đình bản thân mình, thì Quynh có muốn được gặp họ không? Dạ, muốn. Nhiều khi Quynh gặp họ, Quynh xúc động, Quynh không kiềm chế. Dạ. Được. Đó gọi là tình yêu nó bộc phát bên trong, đó gọi là Phật tánh mà không có ai ngăn cản được. Chỉ có thể chúng ta cùng nhau góp bàn tay để tạo nên một cái sự cân bằng cho giao thông đường bộ. Yeah. Rồi chúng ta kết hợp góp tiếng nói với nhà nước, với đảng chính quyền để chỉnh đốn lại những vị sư tăng nào. Yeah. Mà hành sai pháp, lợi dụng ba tánh chúng sanh để thu tiền tài vật chất danh lợi cho mình, thì phải có cơ chế để xử lý. Nhà nước mình có đó, nhưng mà các ngài đang làm. Yeah. Và đã làm. Nhiều khi các ngài á cho chúng ta có quyền tự do, cho nên các sư làm sai á, họ mới làm sai. Yeah. Chứ không phải là nhà nước không biết, thể chế không biết, mà là nhà nước muốn cho người ta con đường để người ta thức tỉnh quay đầu để đi đúng đó. Cho nên là mình không thể đổ lỗi cho nhà nước quá nghiệt ngã với những bậc chân tu tín ngưỡng. Yeah. Mình cũng phải đặt nỗi khổ của mình vô những người làm công an, những người làm quản lý xã hội. Rất là khó. Mình bước vô con đường tu, mình ung dung tự tại mình đi, nó dễ hơn những người vào vai làm quản lý nhà nước. Yeah. An ninh trật tự xã hội khó hơn nhiều. Cho nên những vị mà bên quản lý nhà nước mà họ mà không giác ngộ thôi, họ giác ngộ thì họ toàn vẹn hơn những vị khác rất là nhiều. Tại vì họ có quá nhiều trách nhiệm trọng trách, họ phải hy sinh bản thân của họ, tình yêu gia đình của họ để mà họ đi, họ phụng sự cho quê hương đất nước mà. Yeah. Đó, cho nên là chúng ta phải tôn trọng cái quyết định chấn chỉnh của nhà nước, của thể chế, và chúng ta cũng sẽ hợp tác tìm cách ra
để mà sắp xếp làm sao để người dân vẫn được tìm cầu, vẫn được tìm về tín ngưỡng một cách tự do, nhưng nó trong một khuôn khổ giới hạn của nhà nước mình để đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Yeah. Tại vì thế giới này bây giờ nó đang rối rắm như vậy, cho nên thể chế cũng rất là quan tâm, muốn đất nước mình được bình an mà. Đâu ai muốn con dân quê hương mình có xảy ra chuyện gì đâu. Nhiều thành phần nó sẽ mượn cái chuyện này để nó làm nên những cái thời cuộc gì đó mình đâu có biết. Quên, con muốn có chiến tranh bây giờ không? Dạ không. Mà hiện tại bây giờ lúc này có rất nhiều phe nhóm, nó có ý tưởng, ý đồ trong đó. Nên nhà nước làm như vậy là đúng, không sai. Yeah. Diệm ủng hộ nhà nước luôn. Diệm vẫn ủng hộ thầy Thích Minh Tuệ luôn. Nhưng miễn sao á, thầy Thích Minh Tuệ biết cách, tìm cách làm sao đó để có những cái nơi để ngài nương vào đó, rồi người dân được tới đó. Yeah. Nhưng nó trong một cái giới hạn khuôn viên. Yeah. Được đảm bảo trật tự xã hội thì không có sao hết. Cũng có thể là ngài sẽ đổi cái cách, có nghĩa vẫn hạnh, vẫn thực hành cái hạnh để mà đi tìm tới chân lý tối thù thắng, nhưng mà phải tùy vào thời cuộc. Có nghĩa là khi các vị đã biết rồi, cả nước này đều biết rồi, thậm chí ngoài thế giới đều biết ngài rồi, thì bây giờ ngài làm sao? Ngài mở lòng ra, ngài hợp tác với các chùa chiền, ngài đi vào đó thì Phật tử đi vô đó không có ảnh hưởng gì đâu đó, đúng không? Thì bây giờ là dì Hiền chỉ có thể nói vậy thôi, còn lại hãy để cho cái hành trình của Sư Minh Tuệ được thuận tự nhiên. Còn đó chỉ là quan điểm của dì Hiền, còn nhà nước đảng họ phải làm việc nghĩa vụ của họ, trọng trách bảo vệ quê hương đất nước rất là cao cả, cho nên dì Hiền cũng không có ý kiến nhiều, dì Hiền chỉ góp tiếng nói như vậy thôi. Cũng cảm ơn những lời chia sẻ của chị Diệu Hiền dành cho Tính Đây và các cả mấy anh đồng nghiệp và cô bác gần xa được biết. Vậy một lần nữa em cũng kính chúc chị Diệu Hiền thăng tâm thường an lạc, đạo quả chớm duyên thanh, tu hành tinh tấn đến ngày long hoa đại hội để diễn kiến Đức Phật, Đức Thầy. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Diệu Hiền cảm ơn tất cả các ngài, các vị, chúc các vị xem phim vui vẻ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.